Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mẫu máy hút bụi mini cầm tay, thường sử dụng cho các phòng nhỏ hoặc là trên ô tô. Đây, thì sản phẩm sẽ có một cái đầu cắm sạc đi kèm một cái cáp sạc. Cùng với cả những cái đầu hút bụi như thế này. Đầu này để nối dài với thằng này. Và đầu này để luồn lách vào những cái khe nhỏ. Và khi sử dụng thì chúng ta chỉ cần ấn thứ nhất như thế này. Mỗi lần sạc pin đầy thì nó sẽ sử dụng được khoảng tầm 20 đến 30 phút tối đa. Thường là tầm 20 phút. Như thế cũng đủ để chúng ta hút bụi cho một chiếc xe hoặc một cái phòng nhỏ, một chỗ cần thiết rồi. Rất nhỏ gọn rồi ạ.